Ui, nhà bà đất bà trồng cái gì to này nhở? Wow, ui, nhanh nhanh lên, thủy lạnh quá các bạn ơi. Đây này, ui, trời nóng á, mà có cái này thì là thật tuyệt vời đấy. Các bạn có biết đây là những cái hạt đen đen này hạt gì không? Đây là hạt trân châu đấy các bạn ạ. Ngon cực kỳ. Món này là món trà sữa đấy, nhưng mà nó chỉ có một cái cốc này thôi. À, bây giờ mình sẽ gọi bạn ốc để cho bạn ấy uống cùng nhá. Wow, trà sữa lạnh mát quá các bạn ơi. Wow, ui, nhà bà đất bà trồng cái gì to này nhở? Hình như là cây nấm đấy các bạn ạ. Ui, nó như kiểu cái nón ấy. Mà may quá, có cây nấm này á, đỡ lắng hẳn lên. Nào, bạn ốc ơi. Ui, cái bạn này á, buổi trưa cứ đi đâu ấy. Trời nắng này mà toàn đi đâu thôi. Thôi, mình có cây nấm ở đây, mình ngồi mình đợi bạn đấy các bạn ạ. Nhưng mà trà sữa mà để lâu nó hết đá đấy. Hay là mình cứ uống trước một nửa phần của mình nhở? Thì các bạn ơi, mình mời các bạn nhá. Wow, mình bắt được rồi này. Chiu, chiu. Wow. Wow, ăn hạt trân châu ngon thật đấy các bạn ạ. Kem ơi, kem. Wow, ngon quá. Kem ơi. Ô, mình nghe tiếng anh như kiểu bạn ốc ở đâu đi ra nhỉ? Đi, cái cây ấy như kiểu là cái cây quái vật ấy. Nó có cả màu miệng, nó quay về này này. Ô, bạn ốc à? Ừ, chạy ra đi nhanh lên. Cái cây lấm mà có cái gì đâu? Chạy đi. Mồm miệng nó đằng này này, như kiểu cây nấm quái vật ấy. Bạn treo tớ đúng không? Thật mà. Bảo tớ chạy ra đấy để bạn uống hết của tớ đi. Nhanh lên, mình chạy trước đây. Ôi, bạn ốc này lừa mình rồi. Quay. Ôi, làm sao tối đen thế này? Ui, chết rồi, cây lấm ma quái nó bao trùm mình rồi các bạn ơi. Ui, bạn ốc ơi, bạn ốc. Ui, làm sao bây giờ mình thoát được bây giờ? Ui, hình như là mình mất cốc trà sữa rồi. Nó nuốt chửng cốc trà sữa của mình rồi các bạn ạ. Ui, mình không nghe lời bạn ốc. Rồi làm sao tối thế này? Bạn ốc ơi, cứu ta với. Ui, các bạn ơi, mình đã bảo rồi, bạn kem chạy đi không chạy. Bây giờ cây nấm nó chụp chúng rồi. Mình phải tìm cách để cứu bạn ra thôi. Mà bây giờ lấy cái gì nhỉ? À đây rồi, mình thử lấy cái này xem nào. Đây, mình sẽ lấy cái này mình vụt nó nhá. Để nó mở ra, bạn kem mới chạy được các bạn ơi. Ui, nó vẫn chụp bạn kem ở chỗ này này. Không biết là bạn kem bị nó tiêu hóa hết chưa. Ui, nhả bạn kem ra nào, nhanh lên. Ui, kìa, kem ơi, nó ra rồi kìa. Ui, chạy nhanh lên. Nhanh lên, kem ơi, nhanh lên. Ui, tớ đây, mày gọi bạn bãi mà. Chả được. Tớ mất trà sữa rồi, tớ định mang cho bạn ý. Nó, cái lấm khổng lồ ấy, nó nuốt mất rồi bạn nè. Mày mà còn chạy ra được ấy, không thì nó tiêu hóa bạn luôn ý. Tớ, cái thân nó còn có cái mồm rộng lắm bạn ốc ơi. Đúng rồi đấy. Ui, không phải đâu bạn ơi, đây cũng là quái vật nấm đấy bạn ạ. Ui, anh kia không có gì nó chạy tới kìa. Ôi dồi, con voi, khả năng con voi nó định ăn cây nấm đấy. Bây giờ, mình bảo nó đi, bảo kiểu gì bây giờ. Không được rồi, nó ăn mình rồi, anh vừa nó thành cái màu gì kinh thế kìa. Nó biến thành màu hồng luôn. Nó đuổi theo mình đấy. Chạy nhanh cho bạn kem ơi. Ui, bạn ra vậy. Ui. Wow, chỗ này lại có một cây nấm nữa này. Ui, cây nấm này là vừa nãy nó bắt bạn kem đây. Thôi, nó ăn cả con voi màu hồng rồi. Thôi chết rồi các bạn ơi, không biết nào. Con voi nó hút bạn kem đi đâu nhở? Hay nó hút bạn lên trên cây này rồi? Ui trời ơi, bạn ở đâu tới đây? Tớ, nó hút bay lên trên cao quá xong nó rơi xuống đấy bạn ạ. Ủa, nó làm sao rồi? Không sao. Không biết con voi nó chạy đi đâu mà nó cuốn đi. Con voi bị cái cây nấm nó ăn mất rồi. Bạn ốc ơi, có cái gì đấy? Hình như là có cây nấm nó đang mặc ở chỗ rơm này này. Mà ừ đây này, nó đang quay ở đây này. Nó lại rồi, sao đây quay tròn được chứ nhở? Nhanh lên. Ui, hình như nó định ăn cái gì ở trong nhóm à? Hay nó đang đun cái gì ý? Ui, bạn ốc ơi, lạ chưa? Có cả mắt này. Cây nấm này nó còn tách rời kìa. Đây này, mắt này. Mắt màu xanh kìa các bạn ơi. Nấm nó mọc ở chỗ rơm ẩm luôn. Để mình chộp nhá. Chộp đi bạn ơi. Ui, thôi. Cái nấm này lạ nhờ. Được rồi đấy, không thấy nó kêu đâu. Để chúng mình mang ra ngoài đi. Nhưng mà tớ thấy lạ lắm bạn ốc à. Chỗ này nó phì ra cả hơi này. Đâu? Như kiểu cái bếp nấu ấy nhờ. Anh đang thở. Để tớ đặt lên xe nào. Ui, nó chạy được này. Ui. Nhìn như kiểu những cái chân của con bạch tuộc các bạn ạ. Thế thì đây là con bạch tuộc rồi. Uầy, không phải là con cây lắm đâu bạn ơi. Một con bạch tuộc. Ui, để mình xem nào nó đang nấu cái gì ở trong ấm đấy. Có gì không? Có tiếng xạo xạo nhiều lắm bạn ạ. Bạn thử cho đây nào. Ui, để mình đổ cái này xem nào. Wow, các bạn ơi. Ui, con gì nó ra kìa? Một con. Ui, cái chân này bạn ơi. Ui, con này to đấy. Hình như wow. Nó không muốn ra ấy. Ui, đây là một cái siêu để đựng cua các bạn ạ. À, đàn cua nó đang trốn. Hay là nó trốn cái con lấm khổng lồ ở trong này ấy bạn ơi. Wow, nó ra rồi kìa. Ui, nhiều chưa các bạn này. Ui, trời con to nhờ. Wow, các bạn ơi. Ui, hết chưa? Vẫn còn này. Ui, một con nó ra rồi kìa. Ui, tớ bắt rồi nhá. Các bạn ơi, nhiều lắm. Wow, vẫn còn luôn. Ừ. Các bạn ơi, nhiều chưa này? Đấy. Bạn kem ơi, mình nghĩ là cái chỗ rơm ẩm này khả năng là mầm mống của cái bọn nấm nó mọc ở đây ra đấy. Ui, thế chúng mình phải tiêu diệt hết đi. Xem nào, mình mở cái này ra nhá. Bạn bới đi xem nào. Wow, đây. Đâu hả bạn? Đâu. Ui, tiêu diệt hai cây. Ui, kìa.
Ui nhưng mà có con gì? Cún màu hồng kia. Nó bắt cả con cún ở đây này. Ui đây là một con chó con. Ui nó có cả cái gì màu hồng kia? Xúc xích bạn ơi. Ui nó đang tha xúc xích. Mà sao nó lại rơi xuống đây ấy các bạn ạ? À? Ui kính cũng rơi ra rồi kìa. Ui đây này. Có hai cây lấm. Bạn lấy lên đi. Mà không phải hai cây đâu, một cây ý. Nó chẽ làm hai thân. Wow, nhưng mà đây là cây lấm làm gì có màu sắc nhỉ? Ừ đây là lấm này. Đây là lấm thường bạn ạ. À. Lấm này ăn được mà. Wow. Lấm đấy. Đúng rồi, hai cây lấm bụ nhờ. Được chưa bạn? Được rồi này. Wow. Đây, bạn cho nó ăn đi. Ui, ui. À. Ui, nó cắn. Hết rồi kìa, bạn bóc tiếp cho nó đi. Em mẹ xuống đây nha lên. Có một cây nấm đen nó đang nhảy lên này. Ui nha. Chết rồi. Hình như là nó lại nhảy tới chỗ cái cây nấm khổng lồ đấy bạn ơi. Ui, cái cây kia nó lại mọc tự nhiên nó mọc lên nhờ. Nó ăn mất cái nấm đen rồi. Để tới lấy cái súng và tới tiêu diệt nha. Bắn đi. Một cây màu hồng, một cây màu đen này. Wow, các bạn ơi. Ui, ui, nó nặng quá, nó không đi được cơ các bạn ạ. Ui, con voi giả nó không thành màu hồng nữa rồi các bạn nhờ. Ừ. Vừa lấy á, nó nuốt hẳn cây lấm hồng này vào lên á, ngửa lấm màu hồng hết các mình bạn ơi. Mình xem màu đen nào. Ui, đây, các bạn ơi, cây màu đen đây này. Bây giờ mình sẽ lấy hai cây xuống nhá. Vừa lấy á, cây lấm khổng lồ á là ở trên này, mũ của nó là màu đỏ các bạn ạ. Thế vậy mình phải đi tìm nó thôi. Đúng rồi, nó vẫn còn giữ trà sữa của tớ đây. Ơ, à, sao lại nứt ra thế? Để mình khám xem trong có gì không nào. Ra đây bạn ơi, để mình giặt nhá. Đấy. Uầy. Ui được rồi này. Mình sẽ lấy cái panh này mình cậy ra nào. Ui, ở trong có cái gì này? Hình như là một cái nấm quan đấy bạn ạ. À, mình lấy cái kẹp này mình cho nó ra nhá. Wow, các bạn ơi, ui một cây nấm quan này. Màu đỏ này. Đúng rồi đấy, một cây nấm quan bé tẹo này. Uầy, đây là cây nấm mẹ. Nó là chuẩn bị đẻ một cây nấm quan đấy các bạn ơi. Đây, mình bằng gâu lại nhá. Wow, ui được rồi này. Wow, bạn ơi, bạn dựng nó lên đi. Ui, vậy là chúng mình đã phẫu thuật thành công rồi. Lấy được cây lấm con ra rồi các bạn ạ. À. Ui, tôi thấy chỗ này có cái gì này. Đâu? Có xà lách lắm bạn ơi. Đây này. Ui, đúng rồi, kế có xà lách vừa lấy con quái vật để nó ăn đấy bạn ạ. À. Ui. Wow, cái gì đây? Đây, có trà sữa của tớ này. Ui, ui. Nó uống bao nhiêu rồi? Có hẳn 3 con này. Ui bạn ơi, đây này cây nấm khổng lồ nó biến thành quái vật nấm này các bạn này. Ui, đấy ở trên nó có màu đỏ này các bạn ơi, kinh không? Ở cái mồm nó có những cái răng rất nhọn luôn. Ui, còn đây là những cây nấm thường các bạn ạ. Hình như đây là con mẹ nó chứ. Đây là cây nấm to khổng lồ nha bạn nhá. Ừ. Còn đây là những cây nấm con này, cây nấm này bé chưa. Ui, nó mọc ở dưới gốc cây đấy các bạn ạ. Ui, đây này tớ sẽ rổ nó lên nhá các bạn nhá. Wow. Ô, rổ một lần được hết luôn này. Wow. Ui, bạn nó quay này. Ui, đây là ba cây, bốn cây liền nó mọc lẫn vào nhau đấy bạn ạ. Thường nấm nó hay mọc ở gốc cây bạn ạ. Mà nó mọc theo cả mấy cây một lúc ấy nhở. Đúng rồi đấy. Đây này bạn ơi, cái trà sữa này này mình á, mà dùng lấy cái mực xé này mình chấm cùng ấy, ăn rất ngon đấy bạn ạ. Mày thử ăn trước xem nào. Đấy nhá, bây giờ tớ sẽ bóc ra cho bạn ăn cùng nhá. Ui, hai phen liền, mỗi người một phen nhá bạn nhá. Đây, bạn cầm lấy đi. Bạn chấm trước đi. Đây, chúng mình cùng chấm đi. Wow, các bạn ơi. Nhiều quan được không đấy? Ngon lắm, đấy chấm ngập vào. Ui, đấy nó pha lẫn với cái vị của trà sữa ngon chưa này. Các bạn ơi, mình mời các bạn nhá.